Kính thưa bạn đọc, cũng như toàn thể đồng bào yêu tự do, hòa bình, dân chủ trên toàn thế giới, cũng như ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã gây rất là nhiều đau thương và điều tàn dân tộc Việt Nam, mà hậu quả chúng ta đã thấy qua quá khứ và hiện tại. Và trên hết là Đảng Cộng sản Việt Nam đang sắp giao toàn bộ nước Việt Nam hơn 4.000 năm văn hiến của chúng ta cho giặc Tàu, theo từng bước bắt đầu từ Hồ Chí Minh, mà cái mốc năm 2020 đang đến rất gần. Kính thưa đồng bào, như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam với chính sách sắt máu đã đàn áp các đảng phái đối lập, tôn giáo, những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội và truyền thông, là những việc làm thường xuyên mà chúng ta đã thấy từ khi Đảng Cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay. Cuộc đấu tố cải cách ruộng đất theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953 đến năm 1957 đã cướp đi sinh mạng gần 200.000 người Việt Nam, và hậu quả của nó không những về mặt con người mà còn về mặt băng hoại đạo đức và văn hóa dân tộc. Cuộc cách mạng văn hóa chống nhân văn tai phẩm năm 1957 đến 1960 thì đã hậu quả là hàng ngàn trí thức, nhà văn, nhà báo có cái tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết vào hồn tối. Chiến dịch chống xét lại từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người, trong đó có cả những cái đảng viên, đồng chí của chính Cộng đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh, lúc đó đang là người đứng đầu Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, mà có tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, năm 1958, thì họ đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng, lúc đó là Thủ tướng Chính phủ, ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là của Trung Cộng. Ở đây, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã mắc tội vi hiến, độc tài, không thông qua Quốc hội cũng như dân ý mà tự quyền đem đất đai tổ quốc cho nước khác. Đảng Cộng sản dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh còn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 với chính phủ nước Việt Nam Cộng Hòa, và đã tàn sát hơn 6.000 người dân thường tại thành phố Huế từ năm 1975 sau khi cưỡng chiếm được Việt Nam Cộng Hòa nhằm thống nhất đất nước. Và theo cái khẩu hiệu của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, thì thay vì dùng cái chính sách hòa hợp và giải dân tộc, Nhà Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục dùng cái chính sách trả thù khốc liệt, đánh tư phản miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới. Nhưng mà thực chất đó là những cái trại cải tạo lao động cưỡng bức tại những cái vùng núi hẻo lánh, đưa hàng trăm ngàn những sĩ quan binh lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào các cái nhà tù không thời hạn trải dài khắp đất nước Việt Nam, thông qua những cái án không được xử. Thì sự trả thù khốc liệt này cũng đã khiến cho hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển, tạo nên những hiện tượng thuyền nhân, Lost People của thế kỷ 20, khiến cho hàng vạn người bị chết trên biển. Từ năm 1990 đến nay, sau khi khối Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ nhằm cứu nguy chế độ, Nhà cầm quyền Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức kinh tế thị trường, nhưng lại liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hội nghị Thành Đô để duy trì cái chế độ độc tài Cộng sản hiện nay. Hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị bỏ vào tù. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục dùng chính sách cộng sản hóa các tôn giáo và các tổ chức xã hội, các sĩ quan an ninh, đội nốt thầy tu, nhà sư xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo. Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đảng đàn áp và cách khốc liệt. Những cái tên như Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Con Vuông, Bát Nhã, v.v. đã trở thành những cái biểu tượng hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và phong tỏa triệt để. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người mà đã được nhiều lần đề cử giải Nobel, đã bị tù, bị quản thúc và đến nay vẫn chưa được thực sự tự do. Các cái cơ sở thánh đường Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài bị Đảng Cộng sản Việt Nam tàn phá. Các Phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập, thậm chí bị thủ tiêu, bỏ tù. Chỉ những cái cơ sở tôn giáo nào chấp thuận cái đường lối Cộng sản, chấp thuận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì mới có sự hành đạo. Nhà công kiến Cộng sản cũng thường dùng những cơ sở này để quảng cáo cho thế giới chính sách tôn giáo của chính họ. Các cái tổ chức xã hội, nghiệp đoàn, phụ nữ, thanh niên, nông dân cũng bị tập trung trong một cái tổ chức gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do một ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản cầm đầu. Thực chất đây là cơ sở ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chỉ thị của Đảng Cộng sản nhằm kiềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân. Hiện nay tại Việt Nam, hàng ngàn người Việt Nam đang bị tù đầy trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với Đảng Cộng sản
viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp thuận quan điểm tôn giáo của Đảng Cộng sản áp đặt. Tự do báo chí cũng không được tôn trọng. Dù Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam đã quy định quyền tự do ngôn luận và báo chí, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm bằng việc cấm khiếu kiện tập thể, cấm tập trung và lập đoàn lập hội, cấm bày tỏ bất đồng chính kiến và cấm triệt để báo chí tư nhân. Hàng ngày, hàng giờ, đã có rất nhiều các cô gái Việt của chúng ta phải lột trần cho Đài Loan, Hàn Quốc, vân vân, mua bán không khác gì súc vật. Hàng triệu thanh niên trai tráng của chúng ta phải đi làm thân nô lệ, lao động nước ngoài để chạy ăn cho gia đình. Hàng triệu trẻ em không nhà, không cửa, không miếng cơm bỏ vào miệng. Chúng ta có xót xa không? Rất xót xa. Thưa các bạn, tóm lại, đất nước Việt Nam chúng ta đã trượt dốc đến suy tàn, đang từng bước rơi vào tay Cộng sản Trung Quốc. Mỗi người Việt Nam chúng ta cần phải hành động cứu nước. Song song với việc thúc đẩy tranh đấu trong nước, chúng ta phải mạnh mẽ tố cáo trước thế giới cái tội ác của Cộng sản Việt Nam. Việc đưa cầm nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra Tòa án Hình sự Quốc tế và Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một điều rất thức cần thiết. Lý do cần thiết đó là, thứ nhất, đó là dựa vào cái việc rất nhiều tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã, Rumani, Campuchia v.v. đã được đưa ra tòa. Và gần đây nhất là sự kiện Tòa án Tây Ban Nha đưa cái vấn đề giết người hàng loạt của Lý Bằng, Giang Trạch Dân v.v. ra xét xử. Tiếp theo đó, dựa vào việc nhà cầm quyền Cộng sản đã ngồi vào cái ghế nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì đây có thể coi là một cơ hội để chúng ta tố cáo Cộng sản Việt Nam, bắt buộc chúng phải tuân theo phán quyết của tòa án. Tiếp theo, đây là một cái cơ hội cho toàn thể mạng lưới blogger Việt Nam có thể thực hiện những tuyên bố của mình một cách cụ thể nhất mà họ đã từng tuyên bố cách đây không lâu sau khi Cộng sản Việt Nam ngồi vào ghế nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tố cáo Cộng sản Việt Nam thì chúng ta được cái lợi ích gì? Đối với Hồ Chí Minh, như chúng ta đã biết, và một số tên tội đồ như Lê Duẩn v.v. thì chúng đã chết. Nhưng chúng ta tố cáo chúng để cho đồng bào trong nước biết hết cái sự thật mà nhiều năm qua vẫn phần nhiều người dân bị Cộng sản lừa dối. Tiếp theo đó, với những tội ác của những cái tên còn sống và thậm chí đương quyền như là Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh v.v. thì chúng ta hoàn toàn có thể tố cáo chúng ra Tòa án Quốc tế, Hội đồng Nhân quyền, Tòa án Châu Âu v.v. và đưa ra xét xử chúng một cách công khai như cách người Tây Ban Nha đã làm trong trường hợp của Lý Bằng và Giang Trạch Dân hiện nay. Làm thế nào mà chúng ta làm được như thế? Như vậy, chúng ta làm việc này để tạo được cái việc tuyên truyền trong lòng dân trong nước đứng lên sau khi nhận ra bị lừa đảo mấy chục năm qua. Đồng thời sẽ có lý do vận động các quốc gia không đầu tư làm ăn, không mua hàng, không viện trợ cho Cộng sản Việt Nam, dẫn đến cái sự sụp đổ trong cái chân asin của Cộng sản Việt Nam. Đó là vấn đề kinh tế mà Cộng sản Việt Nam hiện đang rất nguy ngập. Kính thưa đồng bào, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã chịu quá nhiều đau thương hoang tàn trong hai cuộc chiến tranh phi nghĩa và cuộc thanh trừng khủng khiếp do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ gây ra. Cùng với đó, hiện nay đất nước cũng đang tụt hậu khủng khiếp và có nguy cơ nhãn tiền sẽ bị thôn tính hoàn toàn bởi bè lũ bành trướng nước lớn Trung Cộng với sự giúp đỡ của những kẻ phản bội Tổ quốc, Cộng sản Việt Nam. Hơn lúc nào hết, chúng ta ở đâu cũng phải chung tay liên kết lại để lật đổ cái chế độ Cộng sản bán nước hại dân, phải lật mặt toàn bộ những thủ đoạn tội ác xấu xa của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh nhằm kêu gọi sự chi viện của cộng đồng quốc tế trong việc giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, trả lại cái quyền tự do tự quyết cho dân tộc thì mới có thể thoát được khỏi âm mưu bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng hiện hữu rõ nét. Nếu chúng ta không chung sức lại thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ trở thành nô lệ của dân tộc Hán. Muốn làm điều này, chúng ta cần phải có sức mạnh của dân tộc, của cộng đồng quốc tế để đánh tan cái bè lũ bán nước là Đảng Cộng sản Việt Nam làm tay sai cho Trung Cộng. Chỉ có khi nào thực hiện được nội gian là Đảng Cộng sản Việt Nam thì âm mưu xâm lược của Trung Quốc mới bị loại bỏ. Thưa đồng bào, chúng ta không thiếu gương đấu tranh dân chủ tự do, nhưng tất cả đều đã được một cái kết quả, đó là án tù. Chính vì vậy, hàng loạt các biểu tình diễn ra nhưng chưa mang lại hiệu quả cao nhất. Hàng loạt nhà đấu tranh dân chủ như tiến sĩ Cú Huy Hòa Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần v.v. đều bị Cộng sản Việt Nam cho vào trong tù. Đất nước Việt Nam tiếp tục bị Đảng Cộng sản bán rẻ cho Trung Cộng. Đây không phải là một sự trả thù, mà là một việc làm cần thiết phải trả lại sự thật cho lịch sử, đồng thời là một bài học cảnh báo cho các chế độ cầm quyền tiếp theo. Nếu vi phạm nhân quyền sẽ bị đưa ra công pháp. Đồng thời, đây cũng là công lý mà chúng ta phải thực hiện vì những cái oan hồn của chế độ Cộng sản Việt Nam trực tiếp gây ra. Để có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, tập hợp sức mạnh của dân tộc cũng như
giúp cho nhận thức rộng rãi của người dân trong nước đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam lừa đảo suốt 80 năm qua. Tôi mong muốn chúng ta cần phải đoàn kết triệu người như một để tố cáo tội ác Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh ra trước cộng đồng quốc tế. Việc tố cáo không phải là điều mới mẻ, vì theo tôi biết trước đây là có một rất nhiều những ủy ban tố cáo tội ác ở hải ngoại làm điều này, nhưng do chưa được cộng đồng người Việt trên toàn thế giới cũng như đồng bào trong nước ký tên ủng hộ, đồng thời những bản cáo trạng trước đây có một số thiếu sót trong những cái chứng tích của chính cả Cộng sản Việt Nam và các nước thân cận cũng như các bằng chứng khách quan nên chưa có được nhiều tiếng vang. Và đồng thời chúng ta đang nắm trong tay cái cơ hội Việt Nam đã ngồi vào ghế nhân quyền Liên Hợp Quốc, sự việc Tây Ban Nha đem xử quan chức Trung Cộng. Do đó theo tôi nghĩ không còn thời điểm nào là thích hợp hơn để chúng ta chung tay từ giờ phút này. Như vậy tôi xin chính thức kêu gọi, sau một thời gian chuẩn bị vận động hành lang và chuẩn bị tài liệu thì ở bài viết này và lời phát biểu này, tôi xin chính thức kêu gọi toàn thể đồng bào cùng chung tay lại để tố cáo tội ác Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh. Tôi cũng mong rằng quý bạn đọc cung cấp thêm chứng cứ về tội ác của Cộng sản Việt Nam đối với bản thân và gia đình mình, tội ác của Cộng sản tại quê hương mình để giúp tôi đúc kết lại một bộ hồ sơ hoàn chỉnh hơn nữa sau khi bản cáo trạng số 6 được đăng tải. Sau đây chừng một tháng thì tôi kêu gọi tất cả các nạn nhân của chiến dịch tàn sát của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1968 hãy cùng tôi trả lại sự thật cho những cái chết oan khiên dưới cái bàn tay khát máu của Cộng sản Việt Nam. Thì nội dung tố cáo của chúng tôi đi sâu vào 5 cái tội ác chính của Cộng sản Việt Nam, đó là tội ác xâm lược, tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng, tội ác chống nhân loại và tội ác vi phạm nhân quyền quốc tế. Chúng tôi cũng xin chia ra các cái giai đoạn cụ thể như sau. Giai đoạn 2 tháng 9 năm 1945 đến 2 tháng 9 năm 1969. Giai đoạn đó là Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vi phạm nhân quyền, diệt chủng, vi hiến và chống lại dân tộc, chống lại loài người, gây chiến xâm lăng. Cụ thể là các sự kiện nổi bật như sau. Thứ nhất là tiến hành chính sách cải cách ruộng đất man dợ tại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đàn áp nhân dân trí thức về kinh tế tư tưởng, điển hình là vụ án Nhân Văn Tài Phẩm hay các trường hợp của luật sư Nguyễn Mạnh Tường v.v. Gây chiến tranh xâm lăng một nước có chủ quyền được Liên Hợp Quốc công nhận, đó là nước Việt Nam Cộng Hòa, tàn sát nhân dân vô tội qua vụ thảm sát Mậu Thân năm 1968 tại Huế, công nhận chủ quyền của Việt Nam cho các nước khác mà không thông qua quốc hội, cụ thể là công hàm 1958 công nhận Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc, tiêu diệt những người yêu nước nhưng không cộng sản, điển hình là vụ án của cụ Phan Bội Châu. Cái giai đoạn B, giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn từ 1969 đến 1975. Cộng sản Việt Nam tiếp tục gây chiến tranh phi nghĩa với Việt Nam Cộng Hòa, gây đau thương cho dân tộc, trong đó có những thảm họa kinh hoàng như là đại lộ kinh hoàng năm 1972 tại Quảng Trị, vi phạm hiệp ước Paris năm 1973, sử dụng trẻ em trong chiến tranh, tức là vi phạm luật về chiến tranh và sử dụng trẻ em, đày đọa các tù binh chiến tranh. Giai đoạn từ 1975 đến nay, trả thù man dợ quân dân cán chính một nước, đó là nước Việt Nam Cộng Hòa, sau khi chiếm được nước này, cướp tài sản của nhân dân miền Nam thông qua chính sách đánh tư bản đổi tiền và tịch thu tài sản, đẩy hàng trăm ngàn người phải ra biển, gây nên nạn thuyền nhân nổi tiếng và đau thương cho dân tộc Việt Nam, vi phạm nhân quyền và chống loài người, bắt bớ những cái người phản đối và bất đồng chính kiến yêu nước như là tiến sĩ Cố Huy Vũ, luật sư Lê Công Định, doanh nhân Trần Đình Duy Thức, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, nhà giáo Đinh Đăng Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, linh mục Nguyễn Văn Lý, nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Khang, Nguyễn Phương Nguyên, vân vân. Việc tố cáo Liên Hợp Quốc và tổ chức nhân quyền mang lại những cái lợi ích không nhỏ, như đó là đem lại sự thật ánh sáng đối với người đông đảo dân Việt Nam đã bị lừa đảo rất nhiều năm qua, thức tỉnh lòng tự hào dân tộc và lòng căm thù với kẻ thù gây tội ác, kêu gọi sự can thiệp của các cộng đồng quốc tế để can thiệp vào cái vấn đề nhân quyền hay đầu tư tài chính ODA, FDI tại Việt Nam để đẩy nhanh tiến trình dân chủ, đập tan cường quyền của cái lũ bán nước Cộng sản Việt Nam. Do chỉ có một mình biên soạn tài liệu và lo mọi công việc nên bản thân tôi tự cảm thấy không thể làm đầy đủ hết mọi công việc. Vì vậy, tôi mong tất cả đoàn thể, tổ chức, đảng phái nếu có tình yêu quê hương dân tộc hãy cùng tôi đứng lên tố cáo giặc cộng để tiến tới lật đổ Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân hiện nay. Tôi xin phép được thông báo với quý bạn đọc và nhân dân, tôi đã chọn được một người đại diện tạm thời, đó là anh Trần Phong tại Cộng hòa Áo. Tôi và anh Trần Phong tự cảm thấy chúng tôi chưa thực hiện được những cái điều lớn lao đó, nhất là cần có sự đồng thuận về mặt ý kiến thông qua những cái chữ ký của bạn đọc.
Chính vì vậy, tôi mong muốn tất cả bạn đọc, đồng bào trong và ngoài nước có cùng quyết tâm của tôi đi trên con đường tố cáo tội ác Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh nhằm chấn hưng dân trí, kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế về mọi mặt, nhất là vấn đề kinh tế, là vấn đề sống còn của Cộng sản hiện nay. Hãy liên lạc với người đại diện của tôi theo thông tin như sau để ký tên tố cáo và cung cấp thêm bằng chứng. Họ tên là anh Trần Phong, địa chỉ Ingradobert Dutch Church 1/2 2640 Colonis, nước Cộng hòa Áo. Nghề nghiệp là kỹ sư hàng không, aircraft technic. Email là toàn dân tố cáo a@gmail.com. Số phone của anh Trần Phong là 0043 680 306 7973. Kính thưa quý đồng bào, vì sự an toàn của đồng bào, hiện nay tôi và anh Trần Phong cam kết không tiết lộ email của bạn đọc cho bất cứ ai ngoài các tổ chức quốc tế, và tên tuổi email của bạn đọc được ký vào cáo trạng sẽ chỉ được công bố với các tổ chức quốc tế khi tiến hành các thủ tục tố tụng. Chúng ta cần ít nhất mỗi nước một quốc gia, một cái đại diện ở các quốc gia khác nhau như Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Canada, Đức, Anh, v.v. để tổ chức xin chữ ký. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần đoàn kết lại cùng nhau, đóng góp công sức, chữ ký để tiến tới con đường độc lập dân chủ thực sự cho Việt Nam, chống lại bè lũ cướp nước Đảng Cộng sản Việt Nam và bè lũ bán nước cũng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, tôi đã đề cập, chúng ta không thuộc vào đảng bất cứ đảng phái nào. Chúng ta chỉ là những người kêu gọi công lý và đánh thức sự thật bị Đảng Cộng sản Việt Nam bóp méo nhiều năm qua. Chúng ta không tiến hành thành lập tổ chức, bởi vì thành lập tổ chức sẽ dễ bị Cộng sản Việt Nam trà trộn đánh phá. Nhưng chúng ta cần có ở mỗi quốc gia một ban đại diện để phối hợp hành động và tổ chức xin chữ ký. Chính vì vậy, tôi kêu gọi bạn đọc và toàn dân Việt Nam có lương tri vì sự tồn vong của dân tộc, hãy cùng giúp đỡ, ủng hộ bằng tất cả khả năng của mình để chúng ta có một cái bản cáo trạng đến được với Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Thời gian không cho phép chúng ta chần chừ, đắn đo trước cái họa mất nước đã đến rất gần, rất gần. Vì dân tộc, vì nhân dân, chúng ta cùng quyết chiến với bọn bán nước Cộng sản Việt Nam và bẻ lũ cướp nước, và đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi đóng góp và phản hồi, xin tất cả đồng bào gửi về email toàn dân tố cáo a@gmail.com theo địa chỉ mà tôi đã cung cấp của người đại diện của tôi. Xin chân thành cảm ơn đồng bào. Kính thưa đồng bào, ngoài 5 bài viết mà tôi đã đăng tải trên Dân Làm Báo và một số blog khác, đó là bản cáo trạng từ 1-5, thì sau đây khoảng 1 tháng tôi sẽ cho đăng tải tiếp bài số 6, là bài cuối cùng tố cáo những tội ác vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam hiện nay, bẻ lỗ hùng dũng sang trọng vì chúng còn sống và được tiên đương chức, chúng hoàn toàn có thể bị đưa ra truy tố như trường hợp của Giang Trạch Dân và Lý Bằng đang bị người Tây Ban Nha làm. Kính thưa đồng bào, mong ước của cá nhân Đặng Chi Hùng đó là góp cái tiếng nói nhỏ bé của mình, dù biết rằng tiếng nói của Đặng Chi Hùng cũng rất nhỏ bé, những đóng góp của Đặng Chi Hùng cũng chưa vào đâu, nhưng đó là tất cả những gì trong khả năng Đặng Chi Hùng có thể làm được để cùng đồng bào đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản, đem lại tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam. Phần thưởng quý giá nhất đối với Đặng Chi Hùng đó chính là ngày Việt Nam không còn Cộng sản để có tự do dân chủ. Ước mong đó là ước mong nhỏ nhoi và ước mong thực sự là ước mong cuộc đời của Đặng Chi Hùng. Đặng Chi Hùng mong muốn tất cả đồng bào đảng phái hãy bỏ qua cái tôi cá nhân, bỏ qua tất cả cái tôi của đảng phái để cùng có một cái tôi, đó là cái tôi dân tộc. Bởi vì chỉ có dân tộc mới trường tồn, không một đảng phái, không một cá nhân nào có thể thay mặt dân tộc để làm điều đó. Bởi vậy tôi muốn rằng tất cả chúng ta hãy đoàn kết chung tay lại. Nếu có được cái điều này thì chúng ta mới thành công. Đó là mong muốn của Đặng Chi Hùng. Xin chân thành gửi tới quý đồng bào lời chúc sức khỏe và lời chúc thành công trên con đường mà chúng ta sẽ đi. Dạ, xin cảm ơn đồng bào.